Kính chào quý vị, hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 6 năm 2024. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Trong buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, đại diện chính phủ giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, cùng với luật đất đai, ba luật có ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bất động sản này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, sớm hơn so với kế hoạch, với mục tiêu các quy định pháp luật sớm được đưa vào thực tiễn để định hình lại thị trường bất động sản, giúp thị trường này phát triển lành mạnh và bền vững. Theo các chuyên gia, hoạt động giao dịch bất động sản vẫn còn tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, thiếu tính đồng bộ và đặc biệt chưa có một hệ thống cơ sở dữ liệu chung về thị trường. Luật kinh doanh bất động sản năm 2023 với quy định về thành lập cơ sở dữ liệu chung của thị trường được kỳ vọng sẽ từng bước giải quyết được vấn đề này cũng như các vấn đề liên quan. Đây là cái việc hình thành cái cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản giống như thông lệ các nước. Bởi vì khi các cái giao dịch bất động sản kể cả sơ cấp và thứ cấp, sơ cấp phụ thuộc vào pháp lý. Thì khi cơ sở dữ liệu về pháp lý rõ ràng một dự án, không chỉ có bên mua, thậm chí chuyển những dự án mà bên pháp lý, mà người mua cũng biết là tình trạng pháp lý như nào thì đấy là điều tuyệt vời. Luật kinh doanh bất động sản quy định chặt chẽ hơn cho các hoạt động sàn giao dịch môi giới bất động sản thì theo chúng tôi là hoàn toàn phù hợp và qua đó thì chúng ta mới kiểm soát được. Cũng trong luật kinh doanh bất động sản 2023, hoạt động phân lô bán nền sẽ bị siết chặt tại các đô thị lớn trên cả nước. Việc không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân thuộc khu vực phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 chắc chắn khiến thị trường đất nền gặp khó khăn trong thời gian đầu triển khai. Tuy nhiên, ở góc nhìn vĩ mô, đây là xu hướng tất yếu được áp dụng đồng bộ ở nhiều quốc gia phát triển, giúp đảm bảo quyền lợi người mua bất động sản. Khi mà cái đô thị loại 1, loại 2, loại 3 bây giờ nó sẽ siết chặt và cấm phân lô luôn. Và điều này nó sẽ thúc đẩy cho cái quy trình quy hoạch ở các cái thị trường nó sẽ tốt hơn. Và về ngắn hạn thì có thể bị ảnh hưởng, nhưng về dài hạn có thể là nó sẽ có những cái sự nó phát triển nó bền vững hơn đối với cái mảng mà chúng ta thường hay nói là có những cái sự tăng trưởng, tăng giảm về giá và đặc biệt là có những cơn sốt đất. Với việc ba dự thảo luật sửa đổi là luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản có thể sẽ được phê duyệt sớm hơn dự kiến, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, thì thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ hấp thu các chính sách sớm hơn và có sự phục hồi sớm hơn. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành quận huyện và Thành phố Thủ Đức phối hợp chặt chẽ với ngành bảo hiểm xã hội triển khai sâu rộng các kế hoạch phát triển người tiếp cận chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố. Công tác phối hợp theo ngành ngang và ngành dọc đang được triển khai đồng loạt, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trên 95% người dân được khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Nhiều năm qua, Bảo hiểm xã hội quận 6 phối hợp chặt chẽ với Ban thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội trực thuộc quận để tham gia tuyên truyền trong các hội nghị cư dân tại các khu phố. Công tác tuyên truyền kết hợp ngày càng phát huy hiệu quả với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm chắc địa bàn dân cư. Ủy ban Nhân dân quận cũng chỉ đạo lãnh đạo đó là chỉ đạo cho các phường phải đi rà từng hộ gia đình, lọc ra được những cái đối tượng chưa tham gia. Từ đó thì mình phân khúc theo từng nhóm đối tượng. Các cô chú ở khu phố thì phải nắm bắt được từng hộ gia đình, từng người dân nên nó gần gũi và nó biết rõ cụ thể như thế nào. Các cô chú giống như cánh tay nối dài khi phát triển được bảo hiểm xã hội hoặc bảo hiểm y tế. Thế thì các cô chú nhắn ở trong cái group đó để cho tổ chức dịch vụ thu họ biết. Các cô chú không đi lên được thì tổ chức dịch vụ thu là xuống tận nhà. Trước đây, để làm giấy khai sinh, đăng ký hộ tịch và thẻ bảo hiểm y tế cho một trẻ em, người dân cần đến 3 nơi khác nhau. Hiện nay, với dữ liệu liên thông toàn quốc, cả 3 thủ tục này được tiếp nhận trong duy nhất một lần đăng ký tại Ủy ban Nhân dân địa phương hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia. 5 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp hơn 14.000 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em thông qua việc tích hợp dữ liệu này. Khi mà thực hiện cái đồng bộ này thì người dân rất là thuận lợi trong quá trình kê khai mà không phải đi lại nhiều lần, nhiều nơi, tốn kém thời gian. Về phía cơ quan bảo hiểm xã hội chúng tôi thì việc thực hiện này chúng tôi cũng thuận lợi hơn vì dữ liệu đã có sẵn và chúng tôi có thể là cấp ngay thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ để có thể sử dụng ngay và để giảm tải được thời gian. Không chỉ đến tận nơi phổ biến chính sách, việc liên kết giữa bảo hiểm xã hội với 19 sở ban ngành của thành phố đã tạo nguồn dữ liệu thông suốt,
Kể từ đó rà soát đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa tham gia, đơn cử như việc phối hợp rà soát dữ liệu với cơ quan thuế. Dù chỉ mới bắt đầu từ năm 2023, nhưng công tác này đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Thì năm nay thì bảo hiểm xã hội và bên tổng cục thuế đã định đồng bộ định danh cá nhân căn cước công dân với lại cái cơ sở dữ liệu đồng bộ của quốc gia. Thì trước mắt là bảo hiểm xã hội thành phố đã nhận được khoảng 1,5 triệu cái record, cái là người tham gia. Là sau khi mà nhận được thì bảo hiểm xã hội thành phố sẽ tiến hành rà soát lại một lần nữa để đi khai thác cái đối tượng là chưa tham gia. Thì năm 2023 thì chúng tôi cũng qua dữ liệu này thì chúng tôi cũng đã phát triển được khoảng 996 đơn vị mới và cũng rà soát tăng mới được gần 20.000 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội buộc. Chúng tôi đánh giá là với cái cơ dữ liệu phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thuế là giờ một cái rất tốt để mình đảm bảo được chính sách cho cái người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội y tế. Từ tháng 5 này chúng tôi đang khởi động để thực hiện cái đối với các ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội y tế, chính là ủy ban nhân dân của thành phố, ủy ban nhân dân quận, ủy ban xã phường để rà soát dữ liệu từ dân cư quốc gia để xác định cái người chưa tham gia bảo hiểm y tế. Thì lúc đó chúng tôi trả kết quả để cùng phối hợp với cái ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội y tế của xã phường thị trấn để cùng phối hợp để vận động người dân tham gia. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tìm hiểu, dễ dàng liên hệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp vận động người dân tham gia. Ngoài ra, công tác cải cách thủ tục hành chính cũng đang được triển khai đồng bộ từ bảo hiểm xã hội thành phố đến bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức và các quận huyện. Thưa quý vị, so với nhiều địa phương trên cả nước, Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Hồ Chí Minh được ra đời khá muộn. Từ cuối năm 2022 mới được chủ trương của thành phố cấp vốn điều lệ. Tuy nhiên, bước đầu cho thấy Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Hồ Chí Minh đã được sử dụng hiệu quả, nhất là đối với đối tượng nông dân trẻ, mong muốn đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Cơ sở trồng rau xanh thủy canh 3.000 m2 này tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, vốn là cơ sở mở rộng của một hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ sử dụng nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Hồ Chí Minh cộng thêm điều kiện thời tiết Ninh Thuận ít mưa, cơ sở này đã mang lại hiệu quả kinh tế ngay sau 12 tháng đưa vào sử dụng. Từ khi chúng tôi sử dụng nguồn vốn năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại thì hợp tác xã cũng đã dựa vào nguồn vốn này đã phát triển nhiều hơn. Bước đầu chúng tôi cũng đã mua được chiếc xe tải chở vận chuyển hàng nông sản từ Ninh Thuận về thành phố Hồ Chí Minh, và tiếp đó chúng tôi cũng sử dụng vào cái đòn bẩy của nguồn vốn của hội nông dân phát triển tiếp tục những vùng trồng chuyên về các loại rau để phục vụ cho thị trường trong nước và cũng như thị trường xuất khẩu về lâu dài. Cuối năm 2022, được thành phố chấp nhận chủ trương cấp vốn điều lệ là 225 tỷ đồng mỗi năm. Hội nông dân thành phố đã sử dụng nguồn này cho nhiều hội viên nông dân vay với lãi suất ưu đãi nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Trên thực tế, không chỉ thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ nông dân cũng đã được nhiều địa phương trên cả nước vận dụng và mang lại hiệu quả kinh tế cho chính địa phương mình. Qua cái nguồn vốn này đã kịp thời giúp cho hội viên nông dân có vốn ít mà muốn đầu tư ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố, thì Quỹ hỗ trợ nông dân là kịp thời đáp ứng và qua đó thì người ta sẽ bỏ một phần vốn của mình vào để đầu tư ứng dụng trong cái công nghệ trên địa bàn thành phố. Chúng tôi thấy rằng Quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cho vay được cái đối tượng mà chúng tôi cần phải học tập là các cái hội viên trẻ khởi nghiệp và ứng dụng cái công nghệ cao để đưa vào sản xuất để thông qua đó nâng cao cái giá trị sản phẩm. Thưa quý vị, Ninh Thuận là một trong những địa phương có điều kiện tự nhiên tương đối khắc nghiệt của nước ta. Tuy nhiên, thời gian qua, nhờ sử dụng hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân mà nhiều mô hình nông nghiệp đã phát triển tại Ninh Thuận và mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con. Tuy nhiên, trước khuynh hướng phát triển của khoa học công nghệ ngày càng diễn biến mạnh hơn, nhiều mô hình nông nghiệp phát triển từ giới trẻ và mang lại hiệu quả kinh tế cao, đòi hỏi quỹ ngày càng phải có sự đổi mới, sáng tạo hơn và hỗ trợ cho bà con nông dân. Từ đó mới thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân cả nước và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Tái hiện không gian trên bến dưới thuyền ngay trên bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024. Ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng đưa không gian trên bến dưới thuyền thành sản phẩm du lịch hấp dẫn đặc sắc để du khách trong và ngoài nước có thể cảm nhận văn hóa sông nước, chợ nổi miền Tây ngay giữa lòng thành phố.
Những tiếng rao hàng của người bán trên những chiếc ghe tái hiện không gian chợ nổi miền Tây ngay tại bến nội đô kênh Như Lộc Thị Nghè, đường Hoàng Sa, quận 1, khiến khách tham quan vô cùng thích thú. Nằm trong khuôn khổ lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024, không gian trên bến dưới thuyền vừa giới thiệu đến người dân du khách sản phẩm du lịch đường thủy đặc sắc của thành phố Hồ Chí Minh, vừa quảng bá nông sản, đặc sản OCOP của thành phố. Việc làm mới sản phẩm tuyến du lịch nội đô Như Lộc Thị Nghè bằng việc tái hiện chợ nổi miền Tây không chỉ giúp thu hút du khách đến với các tuyến du lịch đường thủy mà còn là một bài toán mới để du lịch thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đưa các nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền. Trên bến dưới thuyền không chỉ là hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế thành phố mà còn là nếp sống, văn hóa, di sản quý báu, lịch sử cần được giữ gìn và quảng bá. An toàn thực phẩm luôn là nỗi trăn trở của toàn xã hội, nhất là với nhóm nguy cơ cao vì sinh hoạt trong môi trường tập trung như học sinh và công nhân. Đối với công nhân, việc đảm bảo an toàn bữa ăn là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu, không chỉ được quan tâm bởi doanh nghiệp mà còn các ban ngành chức năng, từ đó đảm bảo sức khỏe cho người lao động, cả tiến độ sản xuất cho các doanh nghiệp. Tiền ăn hàng tháng sẽ được doanh nghiệp này nạp vào một tấm thẻ để người lao động tùy thích lựa chọn các món ăn, thức uống tại nhà ăn. Thực đơn bữa ăn mỗi ngày sẽ được chế biến đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng. Sự tiện lợi, ngon lành của bữa ăn cùng môi trường gắn kết, an toàn là một trong những yếu tố giữ chân chị Nguyễn Ngọc Huyền, quê Vĩnh Long, tại doanh nghiệp này hơn 10 năm nay. Ở công ty này là nhà ăn được sạch sẽ, thoáng mát. Công ty chăm lo đời sống cho công nhân, ăn uống nhiều chất dinh dưỡng. Ở đây có đội ISS thường xuyên kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, cho nên chúng tôi rất là an tâm. Đảm bảo an toàn bữa ăn cho công nhân luôn là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp, vì đây là một giải pháp để giữ gìn nguồn lực lao động. Để loại bỏ mọi rủi ro, ngoài việc trang bị cơ sở vật chất hiện đại, các doanh nghiệp còn thuê đơn vị nấu ăn chuyên nghiệp, đồng thời thực hiện giám sát từ đầu vào quy trình đến đầu ra. Khi mà chọn cái đơn vị thì cũng thông qua các quy trình kiểm soát chặt chẽ về cái chất lượng cung cấp dịch vụ của cái đơn vị này và cung cấp về cái nguồn thực phẩm mà hàng ngày mà đơn vị này cung cấp cho công nhân viên làm việc ở trong công ty thì cũng đảm bảo sự giám sát chặt chẽ của bên công ty, đảm bảo là cái thức ăn với cái nguyên vật liệu đầu vào là đảm bảo chất lượng, đảm bảo sức khỏe an toàn. Dù vậy, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tổ chức bữa ăn trưa sạch sẽ, an toàn cho người lao động, khi rủi ro thực phẩm không an toàn vẫn thường trực. Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động giám sát thực phẩm tại nguồn, tổ chức kiểm tra các cơ sở kho lạnh trữ thực phẩm để loại bỏ nguy cơ. Giám sát bữa ăn ca, giám sát cái việc đấu thầu lựa chọn cái nhà thầu, rồi giám sát cái nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào của bếp ăn, giám sát cái thực phẩm chế biến ra, có đảm bảo được số lượng, chất lượng và như đã cam kết hay không. Bữa ăn rất quan trọng để tái tạo sức khỏe cho người lao động, giúp họ yên tâm gắn bó với công ty. Hậu quả từ nhiều vụ ngộ độc thực phẩm là hồi chuông báo động để cộng đồng, nhất là các doanh nghiệp, tiếp tục nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, đảm bảo môi trường lành mạnh cho công nhân, cũng là góp phần giữ nhịp sản xuất. Thưa quý vị, nối tiếp thành công của năm chiến dịch Clean Up Việt Nam, sáng qua tại Hà Nội, Cộng đồng Xanh Việt Nam đã tổ chức chiến dịch nhặt rác toàn quốc Clean Up Việt Nam lần 6 nhân Ngày Môi trường Thế giới năm 2024, ghi nhận của phóng viên HTV tại Hà Nội. Ngay từ sáng sớm, đã có hàng trăm tình nguyện viên trên khắp thành phố Hà Nội tìm về công viên Chu Văn An nằm trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội để tham gia vào chiến dịch Clean Up Việt Nam lần thứ 6. Mỗi tình nguyện viên tham gia chương trình sẽ được phát các dụng cụ để phục vụ việc thu gom rác một cách nhanh chóng và an toàn. Và mình cảm thấy chương trình này là một chương trình rất là ý nghĩa, thì góp phần tạo nên cuộc sống xanh ở Hà Nội để cũng như là tích cực cổ vũ tinh thần các bạn trẻ trên toàn đất nước là ý thức hơn về môi trường, cuộc sống của mình xung quanh. Thông qua tham gia cái chương trình này thì em cũng nhận thức được là kiểu mình cần phải bảo vệ môi trường, mình phải giữ gìn môi trường nơi mình ở xanh sạch đẹp. Mục tiêu của chiến dịch năm nay là xử lý hàng trăm bãi rác tự phát khắp dọc dài đất nước trở nên sạch đẹp. Đây cũng là hoạt động thường niên nhằm truyền cảm hứng về tình yêu môi trường tới thế hệ trẻ và người dân từ nông thôn tới thành thị, góp phần vào việc kích cầu du lịch và nâng cao đời sống của người dân địa phương. Với hoạt động thu gom rác ngày hôm nay thì Cộng đồng Xanh Việt Nam thường là phân chia thành 3 loại rác chính. Thứ nhất là rác chế, thứ hai là rác nguy hiểm và thứ ba là các loại rác thường gặp. Nó sẽ bao gồm là những vỏ lon, vỏ chai, những cái thanh sắt. Còn với loại rác thường thì nó sẽ bao gồm là những bao rác ni lông, những túi nhựa hay là những ống hút.
hay những miếng xốp. Thì rác nguy hiểm này được chia làm 3 loại, nó sẽ bao gồm kim tiêm, pin và thủy tinh. Xanh Việt Nam là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động về môi trường được thành lập từ năm 2019 bởi những bạn trẻ yêu môi trường. Cộng đồng này đã và đang hoạt động mạnh mẽ trên 63 tỉnh thành với gần 20.000 tình nguyện viên. Trong chương trình lần này, chiến dịch đã ghi nhận những con số ấn tượng, hơn 42.000 tình nguyện viên ở 204 điểm cầu, thu gom hơn 200 tấn rác, trong đó có 500 bao rác tái chế. Từ những cái hành động cụ thể của các bạn ấy, thì nó đã lan tỏa, truyền cảm hứng rất là tốt tới cộng đồng. Như các bạn thấy hôm nay thì có rất là nhiều các đối tượng người dân tham gia, có cả người nước ngoài, có cả những bạn nhỏ. Thì đó là cái điểm tôi đánh giá rất là cao, cái sự lan tỏa của chiến dịch đến với cộng đồng. Thưa quý vị, mỗi một cá nhân tạo thành một cộng đồng lớn, mỗi một hành động nhỏ tạo thành một thông điệp lớn. Đó là hãy cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội xanh, một môi trường sạch và một cuộc sống đẹp. Quý vị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Đảng bộ, Ban giám hiệu Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xây dựng các kế hoạch chuyên đề sinh động, bám sát thực tế, thực tiễn trong sinh hoạt cấp ủy chi bộ. Nhà trường cũng đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tham quan về nguồn, giáo dục truyền thống cho đảng viên, đoàn viên, phát động tham gia các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các cấp ủy chi bộ xây dựng các kế hoạch kiểm tra giám sát đối với tập thể, đối với cá nhân trong các cái kỳ sinh hoạt định kỳ, phải nêu cao cái tính phê và tự phê, phát huy tính dân chủ, những cái gương điển hình cách làm hay. Bên cạnh đó thì cũng xác định cái công tác quản lý nhà nước phải tập trung lên hàng đầu. Đây là cái việc sống còn của một đơn vị. Cái thứ hai nữa là công tác cán bộ. Làm sao chúng ta phải chọn được cán bộ đủ đức, đủ tài, tâm huyết để phục vụ cho công tác phát triển trường trong giai đoạn sắp tới. Trong những năm qua và đặc biệt là trong năm 2023, về cái mảng công tác cán bộ thì đã được triển khai một cách có hiệu quả, đồng bộ. Ví dụ như những cái công việc như là tuyển dụng viên chức, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc và trực thuộc trường, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển cán bộ, thực hiện cái việc mà phê duyệt cái đề án vị trí việc làm, quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường hay là chiến lược phát triển nhà trường đã được triển khai có hiệu quả. Tại SEA Games 31-32 năm 2022-2023, các giảng viên, sinh viên nhà trường tham gia các đội tuyển Việt Nam thi đấu đạt thành tích cao, đóng góp chung vào thành tích của thể thao Việt Nam và thành phố. Trường cũng thường xuyên tổ chức các chương trình tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, giải pháp trong nhiều lĩnh vực, đôn đốc thúc đẩy toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên có nhiều động lực, phấn khởi, thi đua lập thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Hiện nay, đối với bộ môn lý luận chính trị, trong cái quá trình giảng dạy thì chúng tôi đẩy mạnh cái việc đó là giáo dục về tư tưởng, về đạo đức, về lối sống cho sinh viên. Ngoài những các cái nội dung mà chương trình trong sách giáo khoa và của bộ quy định thì các thầy cô đã cho các bạn đi trải nghiệm tham quan về bảo tàng di tích chiến tranh. Các sinh viên đã có những cái ý thức rất là cao trong cái quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong khuôn viên của Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh có tượng Bác. Đây là một điểm để cho nhà trường cũng như là các cái đoàn thể của nhà trường sinh hoạt chính trị, có những cái buổi văn hoa tưởng niệm ôn lại các cái truyền thống quý báu của dân tộc. Năm 2021-2023, trường được vinh dự nhận cờ thi đua của chính phủ, được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố, thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19 tháng 5 năm 2022-19 tháng 5 năm 2023. Năm 2020-2023, trường được vinh dự nhận cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thông tin trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất nhiều phương án và giải quyết việc thu hồi sai bảo hiểm xã hội đối với chủ hộ kinh doanh, trong đó có cả phương án trả lại tiền gốc lẫn lãi. Sau khi tiếp thu ý kiến của các bộ ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Chính phủ phương án giải quyết đối với 3.567 chủ hộ kinh doanh với số tiền đã đóng khoảng 113 tỷ đồng. Trong đó, số người đã hoàn trả tiền đóng bảo hiểm xã hội là 28 người, số người hưởng chế độ hưu trí tự túc là 275 người và số người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần là 397 người. Báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận, theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, từ nay đến ngày 30 tháng 6, thí sinh thuộc diện tuyển thẳng nộp hồ sơ xét tuyển về các trường đại học. Thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo trong giai đoạn đầu thực hiện chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng, từ năm 2012 đến năm 2015, cả nước đã xét tuyển được hàng ngàn thí sinh vào đại học và cao đẳng. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, số thí sinh đăng ký thuộc diện này gần như không có. Theo đại diện nhiều trường đại học, việc tạo điều kiện cho thí sinh vùng khó khăn có cơ hội tiếp cận đại học là chính sách đúng đắn của nhà nước. Chuyển sang phần tin thế giới, ngày 2 tháng 6, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Israel cho biết nước này chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới của Gaza mà Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố, dù rằng đây không phải là một thỏa thuận tốt. Ông Ophir Fark nói thỏa thuận vẫn còn nhiều chi tiết cần phải giải quyết. Israel rất muốn toàn bộ con tin được trả tự do. Ông Fark cho biết thêm, mục tiêu diệt trừ nhóm Hamas của Israel vẫn không thay đổi và sẽ không có cái gọi là lệnh ngừng bắn vĩnh viễn đến khi Israel hoàn thành mục tiêu đề ra. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã công bố đề xuất ngừng bắn mới ở Gaza gồm 3 giai đoạn, bắt đầu với lệnh ngừng bắn đầy đủ và toàn diện kéo dài trong 6 tuần. Trong khoảng thời gian này, Israel sẽ rút quân khỏi Gaza và hai bên tiến hành trao đổi con tin và tù nhân. Trong giai đoạn 2, Hamas và Israel sẽ đàm phán các điều khoản chấm dứt vĩnh viễn tình trạng thù địch. Hamas sẵn sàng tham gia một cách tích cực và với thái độ mang tính xây dựng vào bất kỳ thỏa thuận nào bao gồm điều khoản ngừng bắn vĩnh viễn, Israel rút quân, tái thiết Gaza, trao trả tù nhân và Israel cam kết thực hiện thỏa thuận. Ngày 2 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức nhóm họp ba bên lề đối thoại Shangri-La ở Singapore. Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kira và người đồng cấp Hàn Quốc Shin Kwon-sik diễn ra chỉ vài giờ sau khi sự kiện đối thoại Shangri-La lần thứ 21 khép lại. Thông tin về nội dung cuộc gặp chưa được công bố. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực tái tập trung vào các nguy cơ an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như tìm cách giảm bớt quan ngại của các nước đồng minh rằng các cuộc xung đột ở Ukraine và dải Gaza đang làm sao nhãng cam kết an ninh của Mỹ trong khu vực. Tổng thống Ukraine đã hội đàm với Thủ tướng Singapore vào ngày 2 tháng 6 sau khi phát biểu trong ngày cuối cùng tại đối thoại Shangri-La. Ông Zelensky cho biết đã mời ông Lawrence Wong dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào tháng 6 tới tại Thụy Sĩ. Thông tin được ông Zelensky cho biết trên Telegram, trong chuyến thăm Singapore lần này, Tổng thống Ukraine đã kêu gọi sự ủng hộ của thế giới, bao gồm cả châu Á, đối với kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga. Lãnh đạo Ukraine và Singapore cũng thảo luận những khía cạnh mà hai bên có thể tăng cường hợp tác, như thương mại và kinh tế. Ông Zelensky còn hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và cảm ơn nước này về quan điểm rõ ràng liên quan tới cuộc xung đột Nga-Ukraine. Quân đội Hàn Quốc ngày 2 tháng 6 cho biết Triều Tiên đã thả thêm hàng trăm bóng bay chứa rác qua biên giới vào lãnh thổ nước này. Đến nay, Hàn Quốc chưa ghi nhận trường hợp nào bị thương liên quan tới vụ việc này. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đã phát hiện khoảng 720 quả bóng bay chứa rác qua biên giới Liên Triều và rơi xuống nhiều nơi ở Hàn Quốc từ tối ngày 1 tháng 6 đến trưa ngày 2 tháng 6. Quân đội Hàn Quốc cảnh báo người dân không chạm vào những thứ rơi ra từ quả bóng, đồng thời cử các đội thu dọn thay vì bắn rơi chúng vì lo sợ bóng bay có thể mang theo chất độc hóa học. Chúng tôi sẽ không ngồi yên nếu Triều Tiên tiếp tục các hành động khiêu khích. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân. Ngoài ra, Triều Tiên đã làm nhiễu tín hiệu GPS gần biên giới trong 5 ngày liên tiếp vừa qua. Theo hãng tin Yonhap, để trả đũa các hành động của Triều Tiên, Hàn Quốc có thể lắp lại các loa phóng thanh dọc biên giới hoặc tiến hành rải truyền đơn. Một tòa nhà 5 tầng ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ sập trong ngày 2 tháng 6, một người chết và 8 người bị thương. Camera đã ghi lại khoảnh khắc tòa nhà ở phía tây Istanbul sụp đổ vào lúc 8 giờ 40 phút.
Nhà chức trách sau đó đã triển khai lực lượng cứu hộ. Thống đốc Istanbul Davut Gül cũng đến thị sát hiện trường. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến tòa nhà 36 năm tuổi này sụp đổ. Theo truyền thông địa phương, không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ nổ, cũng không có hoạt động địa chất nào được ghi nhận vào thời điểm xảy ra vụ việc. Núi lửa Ibu trên đảo Halmahera ở tỉnh Bắc Maluku, miền đông của Indonesia, đã phun trào trở lại, tạo nên cột tro bụi dày đặc cao tới 7 km. Theo cơ quan địa chất Indonesia, núi lửa Ibu đã phun trào trở lại trong hơn 6 phút. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia đã cử một nhóm ứng phó đến hỗ trợ người dân ở khu vực chịu ảnh hưởng. Trong khi đó, nhà chức trách khuyến cáo người dân không tiến hành các hoạt động ngoài trời và cảnh giác trước những nguy cơ tiềm ẩn từ dòng dung nham bao gồm tro và cát đổ xuống sườn núi. Ibu là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Indonesia. Núi lửa này đã liên tục phun trào từ đầu tháng 5 tới nay. Hôm 16 tháng 5 vừa qua, Trung tâm giảm nhẹ nguy cơ núi lửa và địa chất của Indonesia đã nâng mức cảnh báo nguy hiểm đối với núi lửa Ibu từ cấp 3 lên cấp 4 là mức cao nhất, sau khi nhận thấy hoạt động địa chất tại đây gia tăng đáng kể trong thời gian qua. Trở lại phần tin trong nước, chiều qua triển lãm quốc tế Việt Baby Fair 2024 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc sau 4 ngày diễn ra quy tụ 250 thương hiệu uy tín trong ngành hàng mẹ và bé với thông điệp nuôi con là hành trình hạnh phúc. Tại sự kiện, Bon Spa đã tổ chức buổi tọa đàm sôi nổi với chủ đề chăm sóc da cho phụ nữ mang thai và sau sinh, thu hút nhiều chị em phụ nữ, mẹ bầu, mẹ sau sinh tham gia. Tại đây, bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Kim Thanh, khoa tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, cung cấp những kiến thức chuyên sâu về sự thay đổi của làn da trong thời gian mang thai, sau sinh và giải đáp thắc mắc về cách chăm sóc, khắc phục khuyết điểm trên da. Với thế mạnh tập trung vào những sản phẩm thiên nhiên 100% organic, phương pháp chuẩn hàng và trang thiết bị hiện đại, sau hơn 8 năm hoạt động, Bon Spa đã trở thành bạn đồng hành của hơn 8.000 phụ nữ mang thai và sau sinh. Hiện đơn vị có một trụ sở chính và 7 chi nhánh trên toàn quốc. Trường Đại học Văn Lang tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ năm học 2023-2024 nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, qua đó phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề thực tiễn của sinh viên, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Hội nghị lần này thu hút sự quan tâm từ hơn 400 sinh viên của 145 nhóm nghiên cứu. Sau 2 tháng tranh tài với nhiều vòng thi, các đội xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết. Các nhóm nghiên cứu đã trình bày các đề tài đa dạng từ các lĩnh vực như kinh doanh, quản lý, khoa học sức khỏe, thiết kế nghệ thuật và truyền thông. Hội đồng chuyên môn đã chọn ra 45 dự án để vinh danh và khích lệ tinh thần sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tên đề tài nghiên cứu của nhóm chúng em đó chính là Evaluating CSR Impact, và ý nghĩa của đề tài đó chính là dựa vào cái cách mà các doanh nghiệp đang làm CSR hiện nay thì nó sẽ ảnh hưởng gì tới ý định và quyết định mua hàng của người mua hàng cũng như là người sử dụng dịch vụ. Dự định đó là sẽ tham dự những cái hội nghị tương tự như thế này trong tương lai để mà bọn em có thêm kinh nghiệm, trao dồi thêm cái kiến thức và cái kỹ năng của mình. Các đề tài của các bạn sinh viên năm nay có những cái sự sáng tạo cũng như là được cái sự đồng hành cũng như là hỗ trợ từ các chuyên gia để giúp cho cái bài của các bạn được đa dạng và sáng tạo hơn rất là nhiều. Nó mang cái yếu tố thực tiễn, nó được lan tỏa rộng hơn. Trong 45 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia hội nghị lần này thì đang có một số đề tài thì các bạn đã đến cái giai đoạn cuối cùng để đưa đến các cái sản phẩm chuyển giao. Bên cạnh đó thì cũng rất là nhiều những cái đề tài nó không phải là chuyển giao cho doanh nghiệp mà nó mang cái ý nghĩa về mặt xã hội rất là lớn. Nhà trường đang tiếp tục hỗ trợ đầu tư để các bạn có khả năng chuyển giao dạng ứng dụng phục vụ xã hội. Trải qua hơn 29 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Văn Lang ngày càng khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển của xã hội. Song song với việc đầu tư cho người học trên giảng đường, hoạt động phong trào, rèn luyện kỹ năng, thực hành thực tập, thì hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cho sinh viên là chiến lược kiên định, luôn được trường chú trọng và đầu tư. Điều này giúp nhà trường thực hiện cam kết nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển năng lực nghiên cứu cho người học. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.